Ngoài chê, cũng là lúc du lịch Bà Rịa Vũng Tàu bước vào mùa du lịch vàng trong năm. Thời gian qua, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đã tạo nhiều sản phẩm cũng như nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, vui tươi, hấp dẫn, giúp du khách có cơ hội trải nghiệm, tận hưởng một mùa hè sôi động. Và một lễ hội hấp dẫn đang diễn ra tại Nova World Hồ Tràm, thu hút hàng ngàn du khách tham quan trải nghiệm. Đó chính là lễ hội mùa hè Tropicana Festival. Tropicana Festival diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2022, với mục đích mang đến cho du khách và người dân địa phương một sân chơi thú vị, bổ ích trong dịp hè. Chuỗi các hoạt động trang trại thể thao sôi động sẽ liên tiếp diễn ra trong 3 ngày tại đại lộ Somerhouse ven biển, như chú hề màu sắc, cà kheo, biểu diễn xiếc, flash mob đường phố và một không gian ẩm thực phong phú hấp dẫn với những món ăn đặc sắc đến từ nhiều nước trên thế giới. Ngoài ra còn có các không gian mua sắm ấn tượng tại cung đường mua sắm đáo nhiệt sôi động, góp thêm màu sắc cho lễ hội mùa hè. Ba ngày với hàng loạt hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách một hành trình đa trải nghiệm thực sự thú vị khó quên. Đặc biệt trong chuyến hành trình trải nghiệm về nơi hệ sinh thái hoang sơ tại Nova World Hồ Tràm, du khách còn được tham quan những màu sắc thú vị độc đáo khác ở tổ hợp Nova World Hồ Tràm và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tổ hợp du lịch đa sắc màu đầy hấp dẫn này. Thưa quý vị, hậu đại dịch COVID-19, Bà Rịa Vũng Tàu đang có rất nhiều nỗ lực để phục hồi ngành du lịch, cũng như có những chiến lược đầu tư thích hợp để nâng tầm thương hiệu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Đây sẽ là nội dung mà chuyên mục Du lịch 24/7 đề cập đến. Mời quý vị cùng theo dõi. Những năm gần đây, Bà Rịa Vũng Tàu đang nghiên cứu và thường xuyên đổi mới phương thức xúc tiến, truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch theo hướng chủ động tiếp cận khai thác các thị trường khách. Nhờ vậy, không kể 2 năm đại dịch 2020-2021, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu luôn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 12% năm về lượng khách và hơn 10% năm về doanh thu, đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế của tỉnh. Năm 2022, nhằm đẩy nhanh tốc độ hồi phục du lịch hậu COVID-19, Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch với nhiều hoạt động đa dạng, trong đó tập trung vào thị trường trọng điểm, gồm khu vực Đông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Cụ thể, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tham gia Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, ITE Hồ Chí Minh 2022, Hội chợ du lịch tại miền Trung, Tây Nguyên, Hội chợ du lịch tại miền Tây Nam Bộ, năm du lịch quốc gia tại Quảng Nam, lễ hội ẩm thực chay tại Tây Ninh, liên hoan ẩm thực tại Bình Dương. Bên cạnh đó, ngành du lịch sẽ mời cơ quan xúc tiến du lịch, doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch từ các khu vực trên về Bà Rịa Vũng Tàu khảo sát điểm đến, ký hợp tác liên kết về tour tuyến, trao đổi sản phẩm dịch vụ. Trong khuôn khổ kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2022, việc đẩy mạnh khai thác các nền tảng số trong quảng bá cũng được Bà Rịa Vũng Tàu tận dụng. Các chủ trương chính sách, điểm đến, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch, văn hóa, ẩm thực và các tour tuyến du lịch được truyền thông trên báo mạng, báo giấy, kênh truyền hình trung ương và địa phương, website xúc tiến du lịch, các ứng dụng Facebook, YouTube. Ngoài ra, để lan tỏa những hình ảnh đẹp về vùng đất, cuộc sống và con người Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình xúc tiến du lịch năm 2022 còn tổ chức thi ảnh, video, huy động sự tham gia của du khách và người dân địa phương yêu mến nghệ thuật nhiếp ảnh. Không chỉ xác định trọng tâm, trọng điểm truyền thông, quảng bá theo năm, từ năm 2019, Bà Rịa Vũng Tàu đã đặt Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch Bền vững tư vấn xây dựng đề án quảng bá thương hiệu du lịch đến năm 2030. Đề án xác định mục tiêu đưa thương hiệu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu đúng với tiềm năng vốn có của điểm đến, cũng như nắm bắt thu hút các thị trường du lịch trọng điểm và các thị trường mới, nhằm đưa điểm đến Bà Rịa Vũng Tàu lên một vị thế mới trong bức tranh du lịch Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển du lịch Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta có thể làm ngay đó là chúng ta tập trung phát triển các cái sản phẩm du lịch chất lượng cao dựa trên những cái lợi thế cạnh tranh, dựa trên những cái giá trị cốt lõi của tài nguyên du lịch.
Bà Rịa Vũng Tàu mà nó khác biệt với các địa phương khác trong cả nước. Đó là gì? Đó là cái thương hiệu của một cái vùng biển nghỉ dưỡng cao cấp. Đó là thương hiệu của cái sự đa dạng về đa dạng sinh học, đa dạng về văn hóa, về bản sắc và về cái sự phong phú. Thì đó là cái mà khó có thể tìm thấy ở đâu. Những cái giá trị của một cái vùng mà có thể có cái suối nước khoáng để chữa bệnh, của những cái bãi biển đẹp, của những cái hệ sinh thái phong phú đa dạng, thì tôi cho rằng đó là những cái để có thể tạo ra được những cái sản phẩm du lịch đặc thù cho Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp theo đó là để có được cái sản phẩm du lịch chất lượng cao tạo dựng cho thương hiệu, thì đó là cái sự phát triển của nguồn nhân lực. Thì chúng ta cần tập trung vào nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Và một cái nữa mà tôi cho rằng cũng cần phải tạo dựng thương hiệu, đó chính là cái nhận thức từ cộng đồng, từ các cấp chính quyền có liên quan, thì sẽ làm nên một hình ảnh của Bà Rịa Vũng Tàu thực sự là đẹp trong tâm trí của du khách. Theo đó, thương hiệu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu được xây dựng trên cơ sở phát triển 5 cụm du lịch chính, gồm thành phố Vũng Tàu và vùng phụ cận, thành phố Bà Rịa, Núi Dinh, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Bình Châu và Côn Đảo. Sản phẩm định hướng phát triển là du lịch nghỉ dưỡng cho phân khúc cao cấp và sản phẩm đặc thù trên cơ sở khai thác tài nguyên du lịch đặc thù của từng cụm, gắn với phát triển thương hiệu doanh nghiệp. Đề án cũng đặt ra lộ trình truyền thông, quản trị thương hiệu, giải pháp nâng cao nhận thức thương hiệu, thúc đẩy du khách đến quyết định lựa chọn du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Đề án đã được Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị tư vấn lấy ý kiến phản biện từ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp du lịch và các sở ngành bằng văn bản và thông qua tại các hội thảo khoa học. Hiện sở đang tập hợp ý kiến hoàn thiện để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đề án này là một cái đề án hết sức là được kỳ vọng và nó mang đến một cái giá trị rất là lớn trong cái quá trình chúng tôi làm cái công tác xúc tiến du lịch. Và khi có cái đề án này thì chúng tôi sẽ có giống như là một cái kim chỉ nam để chúng tôi làm các công tác xúc tiến quảng bá du lịch nó được bài bản và nó đạt được cái hiệu quả cao nhất, cũng như là rút ngắn cái thời gian mà chúng ta xây dựng được cái thương hiệu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu thành công. Và để đề án mà có thể đưa vào hiện thực thì tôi cho rằng là những cái yếu tố về thương hiệu mà đề án đặt ra thì rất là xác đáng, và những cái giá trị cốt lõi đề án đã được xác định thì tôi mong rằng là những cái giá trị đó nó sẽ được thể hiện cụ thể bằng những cái dự án phát triển cái sản phẩm du lịch để tạo dựng cái thương hiệu cho Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng với cả nước, Bà Rịa Vũng Tàu đang đẩy mạnh các hoạt động phục hồi du lịch, quảng bá, thúc tiến để nâng tầm thương hiệu du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng rằng những nỗ lực đó sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói cất cánh phát triển mạnh trong thời gian tới. Quý vị thân mến, tận dụng những ưu ái của thiên nhiên và cũng nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn với biển. Đầu tháng 6 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Thế giới Du thuyền đã cho ra đời loại hình ngắm Vũng Tàu từ biển với du thuyền mang tên Vũng Tàu Yacht Tour. Có gì hấp dẫn với Vũng Tàu Yacht Tour? Quý vị cùng tìm hiểu nhé! Rời đất liền ồn ào, Vũng Tàu Yacht Tour sẽ mang đến cho du khách bức tranh toàn cảnh Vũng Tàu nhìn từ biển. Vũng Tàu Yacht Tour có tải trọng 30 người với nội thất sang trọng, tiện nghi, phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, hội họp gặp mặt. Vũng Tàu mình có cái lợi thế về biển và cái hệ thống đường sông cũng rất là đẹp. Đó, từ đó thì mình cũng quyết định đầu tư cái sản phẩm du lịch này, mong rằng là đem lại một cái sản phẩm du lịch mới lạ cho tỉnh nhà. Vũng Tàu Yacht Tour có hải trình tham quan như sau:
Xuất phát từ cảng tàu khách Hồ Mê Pháp, lướt dọc theo bãi trước ngắm những công trình kiến trúc điểm nhấn như Bạch Dinh, Bảo tàng tỉnh và núi lớn xanh thẳm trữ tình. Chạy dọc theo sông Dinh, cảm nhận nhịp sống của trái tim ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam qua hệ thống cảng, xưởng chế tạo giàn khoan thuộc khu công nghiệp Đông Xuyên. Điểm tham quan tiếp theo là khu neo đậu của các tàu kiểm ngư và tàu cảnh sát biển. Ngắm rừng nước thơ mộng ven bờ Gò Giăng và làng bè nuôi hải sản nối tiếp nhau chạy dài trên sông Chà Và. Buổi trưa, du khách được ghé làng bè Vũng Tàu Sách Tour trên sông Chà Và dùng bữa. Một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời, tại vì Vũng Tàu là một thành phố biển du lịch rất là đẹp nhưng mà đang rất thiếu rất nhiều cái dịch vụ, mà cũng rất mong chờ có những cái chuyến đô tàu như này để có thể tham quan những cái điểm đẹp của Vũng Tàu. Đây là một cái mô hình rất là mới mẻ, mặc dù là ở trên thế giới thì mô hình này rất là nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt ở Vũng Tàu hôm nay là một cái trải nghiệm đi một cái tàu du lịch rất là hoành tráng. Ngoài hải trình cố định như trên, công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Giới Du Thuyền cũng ra mắt 3 sản phẩm với điểm nhấn là ngắm hoàng hôn, bình minh trên biển, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, câu cá và tiệc đêm trên du thuyền. Ra mắt vào đầu mùa du lịch hè, Vũng Tàu Jet Tour được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới mẻ, ấn tượng cho du khách trong hành trình du lịch tại phố biển Vũng Tàu. Cái tour này rất là phù hợp và Vũng Tàu đang rất cần những loại hình như thế này, và chắc chắn sau chuyến trải nghiệm này, công ty du lịch Hải Đăng của chúng tôi sẽ có những cái tour trải nghiệm và nó sẽ được đặt tên là Vũng Tàu nhìn từ biển. Còn gì tuyệt vời hơn khi được check-in trên du thuyền với background là nước biển xanh thẳm và những ngọn núi hùng vĩ, được thả hồn vào từng làn gió mát, hít căng lồng ngực dư vị bình yên, rồi được nghe tiếng sóng biển dịu nhẹ, tiếng gió rì rào, tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của đất liền. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình du lịch 24/7 cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 20:50 thứ bảy hàng tuần. Mời quý vị cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.